anh lớn chị á. Trông sẽ chưa? Đi qua bên cạnh mấy người đó, đi qua gần mấy người đó, giải lấy hình. Ờ. Gần mấy người đó, giải lấy hình. Ờ. Ủa, lẽ không có đi ra. Ê, quay, quay, quay. Vô luôn, hoài, vô luôn, mình hoài, vô từng ô, từng ô đi. Vô từng ô đi. Trời ơi, chưa nắng nắng quá ha. Trời ơi, ngon quá trời. Hỗ trợ anh đến đây. Hỗ trợ, hỗ trợ. Cứu tôi, cứu tôi. Ủa, đi múa này nghĩa là gì anh? Xin cảm ơn các nghệ sĩ với điệu múa Saravan, điệu múa truyền thống của người Khmer. Còn đây là điệu múa Saravan phiên bản 2 ngày 1 đêm. Ủa bác Diệp sao nè? Ủa vô chưa, vô chưa? Vô rồi, vô. Ủa vô chưa? Ủa? Ủa sao chậm vậy? Nói cho bên này, đúng rồi đó. Trời ơi, cái này là nghề của anh mà. Đúng rồi, cái nguyên đúng rồi đó, đúng rồi đó, ok. Hey, hey, hey. Đi em đâu, đi em đâu. Ủa, hey, hey, hey. Được không, được. Hey! 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 Trời, có vậy nữa hả? Hey! 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 Thêm một ngày nữa thôi, vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay. Rồi, hiểu xong, rít. Đứng lên. Rồi, cái gì vậy? Sống rồi. Hey! Trời ơi, quá trời. Xin cảm ơn anh Hoan và các nghệ sĩ với điệu múa Saravan, điệu múa truyền thống của người Khmer.